Qua sự giảng dạy của các sư thầy Phật giáo Bắc Tông, con được biết sự phóng sanh đem lại nhiều lợi ích. Lớn nhất là tăng trưởng thọ mạng, trí tuệ, tái sanh cõi lành. Nhưng con có đọc bài viết nói về phóng sanh của Phật giáo Nam Tông, cho rằng Đức Phật không khuyến khích phóng sanh, thay vào đó nên giữ giới. Phóng sanh không phải là pháp hành mà là cách để tu thiền. Vậy con kính mong sư Hoan Hỷ giải đáp cho con được biết về bản chất của việc phóng sanh và có đem lại lợi ích phước báo gì cho việc tu tập. Vào thời Đức Phật ấy thì không có trường hợp là người ta bán con này con kia để mà mình phóng sanh. Mà cho nên là bản thân thời Đức Phật cái việc phóng sanh là điều tốt. Thí dụ như là mình thấy những cái con nào mà nó bị hại hoặc là nó bị bẫy á, mình có thể mình mua lại được cái bẫy của người thợ săn rồi mình thả nó, thì đó là cái điều nên. Còn thời nay á, là chúng sanh họ sống theo ác pháp nhiều quá, cho nên là họ có cái trò là họ nuôi con này con kia, họ bắt họ nhốt con này con kia để mà mình phóng sanh. Như vậy á thì cái việc phóng sanh nó đem lại những cái hậu quả không có tốt. Đó là người ta sẽ vì cái sự phóng sanh của mình mà người ta nuôi, người ta nhốt những con khác. Thì nó giống như là mình diễn kịch vậy đó. Cho nên tránh là tránh cái chỗ đó. Cho nên nhiều lần ấy, khi mà những cái người Phật tử, những người cư sĩ mà có hỏi sư về việc phóng sanh thì sư có nói hoài là gì? Nên đi ra chợ hoặc là đi cái chỗ mà người ta bán, ví dụ như là cái tiệm thú nuôi, tiệm thú cưng, hoặc là ở những cái nơi mà người ta bán mà không phải để vì mục đích phóng sanh ấy. Ví dụ như cái tiệm bán chim, cái tiệm bán chim cảnh, rồi cái tiệm bán thú cưng, rồi cái tiệm thậm chí là có người vô mua ở những cái tiệm mà họ bán căn nữa, tại vì vô đó thì họ mua mấy con chuột ấy, con chuột lẽ ra nó sẽ vào bụng để nuôi mấy con căn thì họ mua mấy con chuột đó về để học phóng sanh, ví dụ như vậy. Rồi đi chợ đấy, gặp những cái con mà họ chuẩn bị họ đập đầu ấy, họ giết mổ ấy, thì mình mua về rồi mình phóng sanh. Thì như vậy nó không có một sự thỏa thuận nào, nó không có một sự hẹn trước nào, và mình tránh tối đa cái kiểu mà mấy cái chỗ mà họ bán để phóng sanh, tránh tối đa mấy chỗ đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cũng tại vì ở cái xứ mình ấy chúng sanh sống ác nhiều quá, chứ còn ở Thái Lan ấy khi mà người ta thả cá đó, giả sử như người ta thả cá thì nhớ con cá đó người dân Thái họ sẽ không có bắt lại. Bởi vì họ nói đó, họ phóng sanh như vậy đó là con cá nó thuộc về tài sản của Phật, cho nên là không có bắt lại nó nữa. Và người ta sẽ không có, vì không có bắt lại con cá cho nên con cá nào đã thả rồi là con cá nó sống rất là khỏe. Có những nơi con cá nó rất là mập mạp và nó sống rất là khỏe bởi vì người ta nuôi nó nữa. Đấy. Bởi vì người ta nghĩ đó là con cá Phật. Đấy. Chứ không như mình. Đó là ở đằng trước mình thả cá, ở đằng sau người ta vớt cá. Chúng sanh, nói chung là chúng sanh của mình đi, họ sống ác nhiều quá. Thành ra khi phóng sanh mình phải sử dụng cái trí tuệ. Nên nhớ tất cả các phước mà chúng ta có cái trí tuệ đi kèm ấy thì nó sẽ đem lại những lợi ích lớn. Đó là gì? Tìm hiểu, thứ nhất là tìm hiểu cái chỗ để mà mình phóng sanh á, cái con đó mình không có đặt trước, không hẹn trước.
Thì nó là còn có một cái trò này nữa nè, đó là những cái nơi á này, những cái nơi á mà những người cư sĩ á, họ đặt hàng phóng sanh, đặt cả tấn vậy đó, cái họ đặt cho một người, ví dụ như một một ký cá là 20.000, thì cái người mà được đặt ấy, họ tới những cái ghe, những cái lò, họ đặt, họ trả giá là còn 18.000, họ ăn lời một ký 2.000, xin ví dụ như vậy. Và cứ như vậy là mỗi một mùa phóng sanh họ sống rất là khỏe. Nhưng mà sư nhắc nha, sư nhắc nha, cái kiểu đó là cái kiểu tà mạng đó, và cái kiểu sống đó là cái kiểu gây ra ác nghiệp á, phải tránh tối đa ha, không có tìm kiếm những cái lợi nhuận trong những cái chương trình từ thiện. Đừng bao giờ tìm kiếm lợi nhuận trong những chương trình từ thiện, bởi vì nó là ác nghiệp, nghiệp rất là lớn nha, chứ không phải nghiệp nhỏ đâu. Rồi cái trí tuệ nó còn nằm ở chỗ nào, đó là mình biết cái chỗ nào mình thả mà nó an toàn, tức là mình thả con cá ở chỗ nào mà nó không gây hại cho môi trường ở đó, và nó có thể sống tốt. Đó là dùng trí tuệ để mà mình suy tư. Quý vị có thả một tấn cá, xin nói quý vị có thả một tấn cá thì phước nó cũng không nhiều bằng việc quý vị thả đúng một con mà quý vị cho nó sống khỏe, nó tới nơi tới chốn. Tại vì sao? Bởi vì mình mua mua cái kiểu mà mua mua mấy chỗ mà bán phóng sanh đấy, hoặc là mua cá bè gì đó, rồi mình thả đằng trước đằng sau người ta vớt cá đó, mình làm phước theo cái kiểu là không có trí tuệ. Cho dù quý vị có thả cả tấn đi chăng nữa, nó cũng không bằng quý vị giúp một con một thôi, mà quý vị giúp bằng trí tuệ nha. Thành ra riêng cái vụ mà làm phước á, tôi nói đừng có ham nhiều, chất lượng nó quý hơn số lượng ha. Còn cái lợi ích á, thì đương nhiên bất kỳ một việc thiện nào chúng ta làm nó đều đem lại lợi ích. Đầu tiên là chúng ta phóng sanh là chúng ta giúp cho một cái chúng sanh thoát khỏi cái cảnh nuôi nhốt nè, thì đời sau chúng ta sẽ được tự do, cái khả năng tự do đi bay nhảy, tự do đi tới đi lui mình rất là lớn, và mình tránh được rất là nhiều những cái nguy cơ bị tù tội, bị bắt nhốt. Cái thứ hai, khi mà quý vị phóng sanh là quý vị, nếu như á quý vị thả từ những cái chợ, những cái nơi sư nói đó, đáng lẽ là nó chuẩn bị nó lên bàn mổ rồi đó, mà mình cứu nó đó, thì quý vị còn cho nó được tuổi thọ và sinh mạng, thì đời sau kiếp khác quý vị sẽ được trường thọ ha. Đấy, còn cái việc đương nhiên là để được sanh về cõi lành, tất cả các việc thiện đều được sanh về cõi lành. Nhưng mà có, nếu như mà nó có đem lại cái quả báo giải thoát hay không, thì nó còn tùy thuộc vào việc mình hướng cái phước mình đến đâu. Tức là cái mục đích của việc làm thiện của mình ấy là đến đâu. Nếu như mục đích làm thiện của mình là hướng đến đạo quả giải thoát thì nó mới cho cái quả giải thoát nha. Còn nếu như mình làm thiện mà mình không hướng đến đạo quả giải thoát ấy, thì nó cũng vậy thôi. Tức là cũng bấy nhiêu phước thôi, nhưng mà nó sẽ không đưa đến kết quả giải thoát.